livestream Nhân Quốc không? Cứ bấm livestream rồi đây. Hello, này ca bài 4 bài Bắc Trung Nam. Quê hương lọ trường kế ngọt cho con trèo hai mùa này. Quê hương là đường đi mộc, con về ruột hướng vòng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đèn của nước veo sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá hiên tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài tem. Quê hương mọi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai công nhận sẽ không lớn nỗi thần. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nắm lá hiên tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài tem. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần. Để cho nó vô cái clip này luôn, rồi bà con thâu xuống. Quê hương là trường thế ngọt, cho con trèo hai mùa. Quê hương là đường đi học, con về vườn vòng bay. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, em đèn của nước veo sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, nhà về nón lá hiên tre. Quê hương là đất trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài tem. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ vì nắng lá hiên tre. Quê hương là đất trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài tem. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thần. Cái này ca cho dân tộc. Bài kế tiếp xin tặng cho tất cả dân ở ngoài miền Bắc.